Chào các em, thầy tên là Đỗ Ngọc Hiền, giáo viên của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông. Bài giảng hôm nay là dạng 6 bài toán về hóa học, về giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình tiếp theo. Trước hết thầy sẽ nhắc lại cho các em về 3 bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, gồm có bước 1 là lập hệ phương trình, chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn, biểu diễn các đại lượng chưa biết của ẩn, dựa vào mối quan hệ giữa các đại lượng để lập hệ phương trình. Bước 2, giải hệ phương trình vừa lập được bằng phương pháp thế hoặc phương pháp cộng. Bước 3, trả lời. Trước khi trả lời thì đối chiếu nghiệm với điều kiện và kết luận. Đó là 3 bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. Các em chú ý, bước 1 là lập hệ phương trình, là bước then chốt, do đó chúng ta phải đọc kỹ đề bài, phân tích đề bài để chọn ẩn và biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn để chúng ta dựa vào mối liên quan đó chúng ta lập được 2 hệ phương trình của hệ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài toán, cái phương pháp giải bài toán về hóa học. Để giải bài toán về hóa học thì các em vận dụng các công thức sau để giải bài toán. Công thức thứ nhất đó là D bằng M chia V. Từ công thức này chúng ta suy ra V bằng M chia D và M sẽ bằng D nhân V. Trong đó D là khối lượng riêng, đơn vị tính bằng kg trên mét khối hoặc là gam trên mét khối, trên cm khối. M là khối lượng, đơn vị tính bằng kg hoặc là gam. V là thể tích, đơn vị tính bằng mét khối hoặc cm khối. Đây là công thức hóa học mà chúng ta cần lưu ý để vận dụng vào giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình có nội dung về hóa học. Bây giờ chúng ta đi vào bài toán cụ thể, bài toán 1. Cho hai chất lỏng khác nhau, nếu đem trộn 12 gram chất lỏng thứ nhất với 16 gram chất lỏng thứ hai, thì được một hỗn hợp có khối lượng riêng là 2.800 kg trên mét khối. Nếu đem hai chất cùng khối lượng trộn vào nhau, thì được một hỗn hợp có khối lượng riêng là 8/3 gram trên cm khối. Hãy tính khối lượng riêng của mỗi chất. Như vậy ở đề bài này, người ta cho là có hai chất lỏng khác nhau. Nếu đem trộn 12 gram chất lỏng thứ nhất với 16 gram chất lỏng thứ hai thì được một cái hỗn hợp có khối lượng riêng là 2.800 kg trên mét khối. Nếu đem hai chất cùng khối, tức là cùng khối lượng, chất lỏng thứ nhất và chất lỏng thứ hai cùng khối lượng trộn vào nhau thì được một hỗn hợp có khối lượng riêng là 8/3 gram trên cm khối. Như vậy ở đây chúng ta thấy là cái khối lượng riêng thứ nhất có đơn vị là kg trên mét khối và cái hỗn hợp thứ hai có khối lượng riêng là 8/3 gram trên cm khối. Như vậy ngay chỗ này chúng ta lưu ý chúng ta phải đổi ra là cái đơn vị khối lượng riêng là chúng ta đổi ra đơn vị nhỏ nhất là gram trên cm khối trước. Trong lát nữa chúng ta thầy sẽ hướng dẫn. Bây giờ đề bài yêu cầu chúng ta hãy tính khối lượng riêng của mỗi chất. Như vậy thì chúng ta đề bài hỏi cái gì thì chúng ta chọn ẩn số là cái đó và chúng ta giải như sau. Gọi X và Y lần lượt là khối lượng riêng của chất lỏng thứ nhất và chất lỏng thứ hai. Điều kiện XY lớn hơn 0 và đơn vị tính thì bằng gram trên cm khối. Đề bài người ta cho là khối lượng riêng của hỗn hợp thứ nhất là 2.800 kg trên mét khối. Chúng ta đổi ra thì nó sẽ bằng là 2.800.000 gram trên là 1 triệu cm khối, tức là bằng 2.8 gram trên cm khối. Và chúng ta tính luôn cái thể tích của cái chất lỏng thứ nhất, của cái hỗn hợp thứ nhất. Hỗn hợp thứ nhất nó gồm 12 gram của chất lỏng thứ nhất cộng với 12 gram chất lỏng thứ hai thì chúng ta tính khối lượng. Tính là cái thể tích thì gồm là cái như tổng hai khối lượng này
M1, em cái nhiêu cái chất lỏng thứ nhất là 12 cộng chất lỏng thứ hai là 16. Thì nó sẽ bằng 28 chia 2,8 thì nó sẽ bằng là bằng 10. Chúng ta lưu ý ở đây là này là 16. 12 gram chất lỏng thứ nhất thì có thể tích là lấy là M chia V tức là 12 trên X cm khối. 16 gram chất lỏng thứ hai thì có thể tích là 16 trên Y cm khối tức là lấy M chia V. Vậy theo đề bài ta có là phương trình là 12 trên X cộng 16 trên Y thì bằng 10, tức là gì? Thể tích chất lỏng thứ nhất cộng thể tích chất lỏng thứ hai thì bằng thể tích của cái hỗn hợp riêng thứ nhất, cái hỗn hợp thứ nhất vừa tạo thành. Nếu lấy tùy ý khối lượng, một khối lượng như nhau của hai chất, tức là ví dụ thì lấy là cả hai chất là đều bằng 1 gram hết thì ta có phương trình như sau: 1 trên x cộng 1 trên y thì bằng 1 cộng 1 trên 8 phần 3 tức là bằng 2 trên 8 phần 3 tức là bằng 2 nhân cho là 3 chia cho 8 tức là 6 phần 8 thì rút gọn lại là 3 phần 4. Như vậy chúng ta có phương trình thứ hai. Từ phương trình 1 và phương trình 2 này ta lọc được hệ phương trình gồm phương trình thứ nhất, phương trình thứ hai. 12 trên x cộng 16 trên y bằng 10, 1 trên x cộng 1 trên y bằng 3 phần 4. Thì đối với phương trình này thì chúng ta có thể bằng giải bằng phương pháp đặt ấn phụ. Thì cái này thầy sẽ hướng dẫn các em vào tiết bài giảng sau. Ở đây thầy sẽ hướng dẫn các em bằng phương pháp cộng. Bây giờ biến đổi phương trình tương đương, thầy chia hai vế của phương trình thứ nhất cho 2 thì 12 chia cho 2 được 6 trên x, 16y chia cho 2 được 8y, 10 chia 2 được 5. Rồi nhân hai vế của phương trình thứ hai cho 8 thì 1 nhân 8 là bằng 8y trên x, 1 nhân y thì bằng 8 trên y, 3 nhân 8 là 24 chia cho 4 thì bằng 6. Như vậy chúng ta có cái hệ mới tương đương với hệ đã cho. Hệ này thì nó có là hệ số của y là giống nhau, đều là 8 trên y, 8 trên y thì lấy phương trình 2 thì trừ phương trình 1 thì được 8 trên x trừ cho 6 trên x thì bằng là 8 trừ 6 và bằng 2 trên x, và 8 trên y trừ 8 trên y bằng 0, 6 trừ 5 thì bằng 1. Như vậy chúng ta có được cái phương trình thứ nhất là 2 trên x bằng 1. Bây giờ thế vào phương trình thứ hai, 8 này thì bằng 4 nhân 2, như vậy thì là bằng 4 nhân cho là 2 trên x tức là 4 nhân 1 cộng cho 8 trên y bằng 6. Giờ tiếp tục rút gọn phương trình thứ hai thì được là phương trình thứ nhất tìm được x bằng là 2, tức là x bằng là 2 nhân cho 1 chia cho 1 thì bằng 2. Còn ở đây 4 nhân 1 thì bằng 4, chuyển sang bên phía phải trở thành trừ 4, 6 trừ 4 thì bằng 2. Như vậy 8 trên y bằng 2. Từ đó chúng ta suy ra y x bằng 2, y bằng 4. Lý do là y bằng 4 tức là lấy 8 nhân 1 chia cho 2 thì bằng 4. Như vậy chúng ta đã giải cái bước 2 của hệ phương trình là giải hệ phương trình vừa thành lập được. Bây giờ bước 3 là so sánh nghiệm với x bằng 2, y bằng 4 là đều lớn hơn không hết, cho nên thỏa mãn điều kiện của bài toán. Từ đó chúng ta kết luận vậy khối lượng riêng của chất lỏng thứ hai nhất là 2 gram trên cm khối và khối lượng riêng của chất lỏng thứ hai là 4 gram trên cm khối. Như vậy vừa rồi thầy đã hướng dẫn các em bài toán 1 về bài toán về có nội dung về hóa học, giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Chúng ta chú ý ở cái bước 1 lập hệ phương trình là rất then chốt, do đó chúng ta cần chú ý tập trung ở cái bước 1 này. Sau khi giải hệ phương trình thì chúng ta có thể giải bằng phương pháp cộng, phương pháp thế hoặc là phương pháp đặt ấn phụ. Thì phương pháp đặt ấn phụ thầy sẽ giảng các em vào bài giảng sau. Tiếp sau chúng ta đi sang bài toán thứ hai.
Bài toán thứ hai này là bài tập số 44 trong sách giáo khoa trang 22. Nội dung như sau. Một vật có khối lượng là 124 gram và thể tích là 15 cm khối là hợp kim của đồng và kẽm. Tính xem trong đó có bao nhiêu gram đồng và bao nhiêu gram kẽm. Biết rằng cứ 89 gram đồng thì có thể tích là 10 cm khối và 7 gram kẽm thì có thể tích là 1 cm khối. Ở bài toán này thì người ta cho là một vật có khối lượng là 124 gram, tức là cho M bằng 124 gram, thể tích V bằng 15 cm khối. Cái vật này nó là hợp kim của đồng và kẽm. Người ta yêu cầu là tính coi xem coi trong đó có bao nhiêu gram đồng, bao nhiêu gram kẽm. Biết rằng cứ 89 gram đồng thì có thể tích là 10 cm khối và 7 gram kẽm thì có thể tích là 1 cm khối. Như vậy ở đề bài này người ta hỏi xem coi là có bao nhiêu gram đồng, bao nhiêu gram kẽm, tức là khối lượng đồng là bao nhiêu và khối lượng kẽm là bao nhiêu trong số 124 gram này của cái khối lượng vật đã cho. Vì vậy cho nên đề bài hỏi là hai thành phần, cho nên chúng ta gọi ẩn số là hai thành phần mà đề bài hỏi. Chúng ta giải như sau. Thầy gọi X và Y lần lượt là số gram đồng và kẽm có trong vật đó, tức là có trong cái đề bài. Điều kiện X, Y phải lớn hơn 0 và X phải bé hơn 124, Y bé hơn 124, tức là mỗi chất, mỗi khối lượng của mỗi chất phải bé hơn tổng khối lượng của hai chất. Vì khối lượng của vật là 124 nên ta có phương trình lấy X cộng Y bằng 124. Đây là phương trình thứ nhất. Cứ 89 gram đồng thì có thể tích là 10 cm khối, nên 1 gram đồng thì có thể tích là lấy là 10 nhân cho 1 chia cho 89, tức là bằng 10 phần 89 cm khối. Tiếp tục. Thế như do đó, từ đó thể tích của X gram đồng là 10 phần 9 nhân cho X cm khối. Bảy gram kẽm thì có thể tích là 1 cm khối, nên 1 gram kẽm thì có thể tích là lại 1 phần 7 cm khối. Như vậy thể tích của Y gram kẽm là 1 trên 7 nhân Y cm khối. Vật có thể tích là 15 cm khối, đề bài cho là 15 cm khối, nên ta có phương trình là 10 phần 89 nhân X cộng cho 1 phần 7 nhân Y bằng 15. Đây là phương trình thứ hai. Từ phương trình 1 và phương trình 2 thì lập được hệ phương trình X cộng Y bằng 124, 10 phần 89 nhân X cộng 1 phần 7 nhân Y bằng 15. Giờ chúng ta đã hoàn thành được bước 1, tức là đã lập được hệ phương trình. Bây giờ chúng ta sang bước 2 là giải hệ phương trình vừa tìm được. Bây giờ chúng ta biến đổi phương trình tương đương. Ở phương trình 1 thì nhân cho 70 thì được là 70, nhân hai vế trong phương trình 1 cho 70 thì được 70x cộng 70y bằng 8680. Phương trình thứ hai thì nhân tích của hai mẫu, tức là 89 nhân 7 thì được là 70x cộng 89y bằng 9345. Như vậy ở đây chúng ta số hơi lớn, cho nên các em có thể chúng ta sử dụng máy tính để chúng ta bấm cho nó kỹ hơn. Ở phương trình, cái hệ phương trình mới này thì chúng ta thấy hệ số của X bằng nhau. Hệ số X bằng nhau, cho nên chúng ta thực hiện là phép cộng đại số. Và thầy thấy ở bên vế phải của phương trình 2 có số lớn hơn phương trình 1, cho nên lấy phương trình 2 trừ phương trình 1 thì được như sau. 70x trừ 70x bằng 0. 89y trừ cho 70y thì bằng 19y. 9345 trừ cho 8680 thì bằng 665. Rồi ở phương trình thứ nhất này thì chia cho 70 thì nó trở về phương trình ban đầu, thì còn lại là đơn giản hơn, đó là x cộng y bằng 124. Từ phương trình 2 này thì suy ra y sẽ bằng
665 chia cho 19 thì được bằng 35. Như vậy y bằng 35. Thế y vào 35 giờ này vào phương trình thứ nhất thì được là x cộng 35 bằng 124. Từ đó chúng ta suy ra là x sẽ bằng 124 trừ cho 35 thì bằng 89, y thì bằng 35. À, như vậy chúng ta đã giải được là cái phương trình thứ hai, cái hệ phương trình nó có hai nghiệm, đó là x bằng 89, y bằng 35. Bây giờ chúng ta so sánh nghiệm với điều kiện thì cả hai nghiệm đều lớn hơn 0 và đều bé hơn 124, cho nên thỏa mãn điều kiện của đề bài. À, cho nên chúng ta kết luận vậy nó sẽ có là 89 gram đồng và 35 gram kẽm. Vừa rồi thầy đã hướng dẫn các em hai bài toán có nội dung về hóa học, tức là giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình ở dạng 6, đó là bài toán về hóa học. Cho nên các em lưu ý, thầy đã hướng dẫn từ dạng 1 đến dạng 6 cho các em xong cái giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Cho nên ở dạng cái bài toán bằng cách lập hệ phương trình này, nó rất khó ở bước 1, đó là bước lập hệ phương trình. Như vậy muốn giải được dạng bài toán này thì các em cần lưu ý, chúng ta nắm được phương pháp giải của từng dạng bài toán cụ thể. Phương pháp thứ hai là chúng ta phải đọc kỹ đề bài và xem coi cái bài toán người ta cho có nội dung gì và rơi vào dạng bài toán nào. Thì nó rơi vào dạng bài toán nào thì chúng ta dựa vào nắm kỹ cái phương pháp giải của dạng bài toán đó để chúng ta tiến hành chúng ta giải. Nhưng đặc biệt là các em phải đọc kỹ đề bài, rồi phân tích xem đề bài đã cho những đại lượng nào và yêu cầu chúng ta tìm những đại lượng nào, mối liên hệ giữa đại lượng chưa biết và đại lượng đã biết như thế nào để chúng ta lập được hai hệ cái phương trình, để thành lập được một hệ phương trình. Thì bước 1 đó là bước then chốt. Còn cái bước 2 là giải hệ phương trình thì chúng ta có thể giải bằng phương pháp thế, phương pháp cộng hoặc là phương pháp đặc ẩn phụ, và chúng ta phương pháp nào chúng ta thấy giải chúng ta nhanh hơn thì chúng ta tiến hành chúng ta giải, không bắt buộc là chúng ta phải giải bằng cái phương pháp bắt buộc. Cho nên các em lưu ý, tùy theo cái hệ phương trình cụ thể mà chúng ta giải bằng phương pháp thích hợp. Sau khi giải hệ phương trình xong thì chúng ta phải so sánh nghiệm vừa tìm được của hệ phương trình với điều kiện của bài toán. Nếu nó thỏa mãn thì chúng ta kết luận nó là nghiệm, còn nếu không thỏa mãn thì chúng ta loại những cái nghiệm mà không thỏa mãn và chọn cái nghiệm thỏa mãn điều kiện của đề bài để chúng ta kết luận. Bài giảng đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo.